thấy là con vỡ xong cái bài overrated rồi, nhưng mà tới đây con bị khẩn lại là tại vì những cái ô này, những cái cuối ô này con vẫn chưa có cái tiết tấu để đánh đúng không? Ừ, vậy thì con thấy cái hình tiết tấu ngay chỗ này nó giống như là cái đoạn trên rồi đúng không? Ừ, mình có thể đánh tới đây và còn hai phách nữa, nè, phách ba với phách bốn thì chưa có cái gì hết, thì người ta không có để tiết tấu sẵn cho mình, vậy cho nên là con phải tự sáng tạo ra cái tiết tấu để mà con đánh. Bây giờ con thử nghĩ cho cô phách ba phách bốn là hình tiết tấu gì để con có thể áp dụng vô bài. Ok, vậy thì bây giờ bắt đầu từ phách ba này đi. Con có thể là áp dụng nè, ngón móc kép nè, nhìn những cái hình tiết tấu trên đây để mà con có thể áp dụng xuống dưới đây và nghĩ ra một cái gì khác của mình. Ở đây cũng vậy, cũng là phách ba phách bốn. Ở đây 3 4 3 4 thì hình có 1 2 3 4 4 ô cần con sáng tạo. Ok rồi, ở cái ô đầu tiên này bây giờ con sẽ đánh thử cho cô nghe là coi là nãy giờ con nghĩ ra được cái hình tiết tấu gì rồi nha. Rồi, nghe cô đếm mà con sẽ vô nha. 1 2 3. Ok, good, nghe tốt đó. Đánh lại thêm lần nữa nha. 1 2 3 4. Giỏi. Rồi, bây giờ còn 3 ô nữa, con sẽ về nhà sáng tạo thêm cho cô thêm 3 ô nữa. Rồi, để mình áp dụng vô bài xem là nó có phù hợp với bài không. Nha. Overrated. 1 2 1 2 3 4